Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của Cốt Phạm Phượng. Và chúng ta đang ở tư duy xuất chúng số 15 trong số 23 tư duy xuất chúng. Sẵn sàng, ngắm, bắn, vâng, ready, fire, aim. Cái câu này khi mà Phượng nghe đến Phượng nghĩ rằng ôi sao buồn cười vậy, tự nhiên bắt người ta sẵn sàng ngắm bắn, trời ơi lo chứ. Tại vì là ví dụ như Phượng có những thời điểm thì Phượng được đối tác rất là tin tưởng giao cái vị trí giám đốc dự án cho Phượng. Thời điểm đó Phượng lo lắm, nhưng mà người bạn của Phượng bảo là Phượng học NLP rồi, sẵn sàng ngắm bắn, ok nhận luôn. Và ở đây một cái tư duy rất là quan trọng trong NLP đó là sẵn sàng ngắm và bắn ạ. Điều đầu tiên ạ, nếu như trong cuộc sống có ai đó cho bạn một cơ hội để bạn có thể chứng minh năng lực con người của mình cũng như tỏa sáng thì ngay lập tức hãy gì ạ, đón nhận nó, cảm ơn và gì ạ, chấp nhận cơ hội này. Sau đó gì ạ, chuẩn bị cho mình những điều tốt nhất để đảm nhận vị trí này. Và với cá nhân Phượng cũng vậy, khi mà Phượng thấy rằng là lúc nào chúng ta cũng ở trong gì ạ, cái trạng thái sẵn sàng thì cơ hội đến với chúng ta nhiều hơn. Nó có hai phần. Phần thứ nhất, nếu cơ hội đến có thể do bạn không hiểu về ngành nghề đó. Ví dụ như là một cái chị Thu, bạn của Phượng, chị làm giám đốc của một công ty bất động sản luôn. Trước đó thì chị chưa từng làm bất động sản anh chị ạ. Chị chỉ có kinh nghiệm làm giám đốc điều hành thôi. Thế nhưng mà khi mà chị ứng tuyển cái vị trí đó và được nhận thì chị đã ngay lập tức ạ, xin công ty là nửa tháng nữa tôi mới tiếp nhận vị trí này. Và trong nửa tháng đó thì chị làm gì ạ? Chị mời những cái diễn giả chuyên gia đào tạo đầu tư về bất động sản hàng đầu Việt Nam coaching trực tiếp cho chị trong vòng 2 tuần trước khi chị nhận vị trí. Và đương nhiên chị làm rất tốt ở cái vị trí đó. Quay trở lại đó là gì ạ? Sẵn sàng ngắm bắn ạ. Thứ nhất, khi cơ hội đến bạn phải luôn ở trong trạng thái sẵn sàng. Nếu cơ hội đấy giúp cho bạn hoàn thiện bản thân lên một cái gì ạ, tầm cao mới, và chúng ta có cả thu nhập, cả vị thế, thì tại sao bạn không dám thử sức ạ? Cuộc sống chẳng có cái điều gì tuyệt vời khi mà chúng ta không dám dấn thân và thử sức cũng như là trải nghiệm phát triển con người mình cả. Cái thứ hai, bạn muốn những cái điều tuyệt vời đến trong cuộc sống của bạn, bạn muốn có nhiều cơ hội tuyệt vời đến trong cuộc sống của bạn thì bạn phải luôn ở trong trạng thái sẵn sàng. Sẵn sàng là gì? Là mình biết rằng là tôi muốn rằng là trở thành một doanh nhân, một cái nhà đào tạo, một người hướng dẫn người khác về kinh doanh. Vậy thì ngày hôm nay kể cả cơ hội chưa đến thì bạn cũng phải lập mục tiêu để phát triển bản thân mỗi ngày bằng việc tập thể dục, bằng việc đọc sách, bằng việc ghi chép và chuẩn bị những cái bài giảng để phù hợp cái vị trí trong của mình trong tương lai, bằng việc luôn cho mình ở trạng thái sẵn sàng thì cơ hội mới đến với mình. Có một cuốn sách mà Phượng rất là thích là cuốn sách Bí Mật Của May Mắn ạ. Khi chúng ta chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng thì cơ hội sẽ đến với chúng ta. Và thực tế thì trong cuộc sống của chúng ta, cơ hội liên tục đến với bạn. Chỉ quan trọng là bạn có sẵn sàng đón nhận nó hay không thôi. Bằng việc chúng ta dám dấn thân, dám thử sức thì cơ hội mới đến với chúng ta. Và Phượng muốn kể với bạn câu chuyện về Thiên Lý Mã chờ làm nghiệp lớn ạ. Đây là một câu chuyện mà truyền cảm hứng cho Phượng rất là nhiều. Ở một cái thảo nguyên nọ thì có một cái chú Thiên Lý Mã này rất là tuyệt vời, bởi vì nó có thể ngày đi nghìn dặm được. Và nó luôn luôn khao khát là sẽ tìm được một cái bá nhạc, một cái người làm chủ sẽ đợi để đồng hành cùng với cả người chủ đó. Và một ngày đẹp trời thì có một cái ông chủ thương gia tìm đến và muốn làm Thiên Lý Mã sẽ trở thành cái người mà đồng hành cùng với ông ấy. Và khi mà ông ấy chia sẻ thì Thiên Lý Mã nói rằng là trời, có nghĩa là ông muốn tôi trở thành một cái người chuyên đi khuân vác và di chuyển cùng với ông hả? Công việc này không xứng với tôi. Và Thiên Lý Mã từ chối cái người bá nhạc này. Tiếp theo đó một thời gian thì có một người lính tìm đến và muốn rằng là Thiên Lý Mã sẽ làm ngựa cho cái người lính này. Nhưng Thiên Lý Mã nói rằng là cái người Thiên Lý Mã như tôi tại sao phải làm cái con ngựa đồng hành cùng với cả một ông lính như thế này? Nó không xứng với Thiên Lý Mã. Bẵng đi một thời gian thì có một thợ săn đến và hỏi Thiên Lý Mã rằng là hãy trở thành người đồng hành cùng với tôi. Và Thiên Lý Mã nói rằng là tại sao tôi phải đi phục tùng một cái người thợ săn như thế này? Thiên Lý Mã lắc đầu không đồng ý. Bẵng đi rất là nhiều năm thì một ngày đẹp trời, một cái vị khâm sai của vua đi tìm một Thiên Lý Mã có thể ngày đi vạn dặm để gọi là người phục vụ và hỗ trợ cho vua. Và Thiên Lý Mã nói rằng là tôi chính là Thiên Lý Mã vạn dặm mà ông đang cần tìm đây. Vậy thì cái vị khâm sai này nói rằng là khâm sai liền hỏi rằng là bạn có thành thạo mọi cái lối đi đường tắt rồi là cái đường lớn trong cái đất nước này không? Thì lên Thiên Lý Mã lắc đầu. Khâm sai lại hỏi rằng là vậy bạn có
đã từng là xông pha trận mạc hay chưa? Thiên Lý Mã cũng lắc đầu. Và không sao, đại thần hỏi rằng là tôi có thể, vậy thì tôi có thể dùng bạn vào việc gì? Và Thiên Lý Mã nói rằng là tôi có thể ngày đi 1000 dặm mà không biết mệt mỏi. Và không sai nói rằng là thôi được, tôi sẽ cho bạn một cơ hội thử sức. Và khi mà không sai đại thần treo lên chú Thiên Lý Mã đó để di chuyển thì chỉ mới đi được có mấy chục dặm thôi, thì Thiên Lý Mã đã thở phì phò và nó nói rằng là trời ơi tôi mệt quá rồi. Và không sai đại thần nói rằng là bạn Thiên Lý Mã, bạn đã quá già để có thể trở thành một Thiên Lý Mã vạn dặm rồi. Và tổng kết câu chuyện này nói là gì? Đây là một cái bài học nói về cái sự nỗ lực và cố gắng của chúng ta trong tương lai. Nếu như bạn luôn luôn chỉ đợi chờ những cơ hội tốt đến với cuộc đời của mình mà không có sự luyện rèn và sẵn sàng dấn thân, thì liệu ngày mai khi cơ hội thực sự tốt đến, bạn có chắc chắn sẽ nắm giữ được nó hay không? Sẵn sàng bắn ngắm hoặc sẵn sàng ngắm bắn, điều đó không quan trọng. Điều mà Phượng muốn nói ở đây đó là nếu như bạn không sẵn sàng một tâm thế là cho mình cái khoảng thời gian để có sự chuẩn bị, ví dụ như chuẩn bị về trí tuệ của mình, về sự thông minh, về sự hiểu biết, chuẩn bị về sức dẻo dai, việc tập thể dục hàng ngày, cho đến việc cho mình có những cơ hội được thể hiện bản thân dù là nhỏ nhất, thì làm sao cơ hội tuyệt vời có thể đến với bạn được. Sẵn sàng bắn ngắm có nghĩa là gì ạ? Hãy sẵn sàng, hãy chọn lựa mình ở vị trí đó, rồi sau đó học cách để điều tiết, luyện rèn và làm chủ những kỹ năng đó trong cuộc sống. Hãy luôn chọn mình là người làm chủ cuộc sống của mình, và khi cơ hội đến, hãy sẵn sàng nói say yes, tôi đồng ý, bởi vì tôi có thể làm được điều này. Cơ hội cuộc sống không bao giờ đã đóng cửa với những người luôn biết tạo cơ hội và tìm kiếm sự phát triển cho chính bản thân mình. Cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo. Xin chào.